Võ Thần Chúa Tể chương năm nghìn sáu trăm mười ba trận tròn mắt chó của ngươi thâm uyên khí tức cũng không phải thứ gì giỏi trên người chúng ta có thâm uyên khí tức cũng không là lắm a à. tần trần từ tốn nói đồng thời quan sát tỉ mỉ bốn phía này lông mày hơi hơi nhíu lên ngục long đại đế trong mắt trừng một cái thâm uyên khí tức không phải là cái gì thứ giỏi kẻ trước mắt này lai lịch ra sao ngữ khí lớn như vậy các hạ là bị ngũ nhạc minh đế bắt tới này. Tần Trần không để ý đến đối phương chấn kinh, mà là quan sát tỉ mỉ Ngục Long Đại Đế cùng với trên người của hắn Thâm Nguyên xiềng Xích. Chân mày hơi nhíu lại, phía sau người Thâm Nguyên Thông Đạo là Thông Hướng Thâm Nguyên. Như thế nói đến, các hạ trên người Thâm Nguyên tỏa liên, hẳn là tại rút ra các hạ trong cơ thể bản nguyên, và cố cái này Thâm Nguyên Thông Đạo để cái này Thâm Nguyên Thông Đạo không đóng lại. Tần Trần dần dần nhìn ra một chút manh mối, Ngục Long Đại Đế nghe vậy cười lạnh một tiếng. Ừ, các hạ vừa có thể xuất hiện ở đây, chẳng lẽ không biết nơi đây là địa phương nào không? Còn giả mù sa mưa hỏi thăm, đừng giả bộ mô hình làm dạng, mặc kệ mục đích của các ngươi là cái gì, cũng là uổng phí công phu, ngục long đại đế ta sẽ tin ngươi. Ngục long đại đế toàn thân bộc phát kinh khủng sát ý, không thèm để ý tần trần mấy người, chỉ là nằm ở đó, phun ra nuốt vào ở giữa kinh khủng long khí khuấy động, giống như biển động đồng dạng. Bộ dáng này, ngược lại để tần trần nhớ tới còn tại sơ thủy thế giới hồng hoang tổ long lừa ngươi các hạ trên thân lại có đáng giá gì ta lừa gạt tần trần lười nhác nói nhảm khoát tay u minh đại đế trong nháy mắt xuất hiện ở hiện trường u minh ngươi đi nói với hắn bản thiếu lười nhác giảng giải u minh đại đế chính là minh giới tứ cực đại đế một trong hắn đi giảng giải so tần trần giảng giải tự nhiên muốn đơn giản nhiều yên tâm việc này liền giao cho bản tọa tốt U Minh Đại Đế vỗ ngực nói, thân hình trong nháy mắt bay lượn hướng Ngục Long Đại Đế, Ngục Long, nhiều năm không gặp, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì à. U Minh Đại Đế thanh âm ùng ùng vang lên, mặt mỉm cười. Lăng. Oanh. Ngục Long Đại Đế tại U Minh Đại Đế xuất hiện trong nháy mắt, lập tức giận tím mặt, trực tiếp một cái đuôi quăng tới, một tiếng ầm vang, Ngục Long Đại Đế đuôi rồng như muốn rút bạo hư không, trong khoảnh khắc hung hăng đập vào U Minh Đại Đế trên thân. U Minh Đại Đế thần sắc đại biến, vội vàng ngang tay trước người. Bịch một tiếng, cả người hắn trong nháy mắt chợt lui ra tới, thể nội bản nguyên phun trào, suýt chút nữa không có một ngụm minh huyết phun ra ngoài. Đồ chó hoang ngũ nhạc minh đế, lại còn dám phái người lần nữa giả mạo U Minh Đại Đế, lão tử trước kia chính là mắt bảy ngươi, mới có thể bị nhốt nơi đây, bây giờ lại còn dám giả mạo U Minh Đại Đế, U Minh cái kia ngu xuẩn đã sớm vẫn lạc tại vũ trụ hải, chết không thể chết lại, tin hay không bản đế trực tiếp đưa ngươi đặt mông ngồi chết ở chỗ này. Ngục Long đại đế gầm thét liên tục, tức giận gào thét, ai cũng không biết hắn vì cái gì tức giận như thế. Chỉ thấy khí tức đáng sợ điên cuồng khuấy động, giống như tận thế hàng lâm đồng dạng, vung vẩy đuôi rồng lấy không ngừng đánh tới, đem U Minh đại đế không ngừng đánh bay ra ngoài. Ngục Long ngươi điên rồi. Bản tọa chính là U Minh. U Minh đại đế đỡ trái hở phải, tức hỗn hỉnh, không ngừng chống đỡ mẹ nó ngay cả mình cũng không nhận ra oanh 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 hắn không ngừng bị quất phải bay ngược sắc mặt khó coi mình bây giờ bộ dáng này nhường tần trần nhìn thế nào chính mình cái này mẹ nó cũng quá mất mặt u minh đại đế hận không thể tìm một chỗ chui xuống dưới ngươi chính là u minh hừ ngươi cho rằng bản đế sẽ bị lừa tới hai lần sau ngục lông đại đế nộ khí trùng thiên râu tóc di trương Trước kia bản đế chính là tin các ngươi đưa tin, nói U Minh Đại Đế còn sống, cho nên mới sẽ tới này ngủ nhạc Minh Đế đạo tràng. Ai biết các ngươi càng là ở đây bày ra thiên la địa võng, vây khốn bản đế, mới rơi vào kết quả như vậy, các ngươi thật coi bản đế là kẻ ngu sao. ngục Long Đại Đế càng nói càng giận, kinh khủng long khí điên cuồng bao phủ, cái kia hắc sắc tỏa liên trầm trầm vang dội. Nếu không phải là bị cái này thâm nguyên xiềng xích vây chết ở chỗ này, bằng không nơi này hư không đều muốn bị hắn trực tiếp đánh nổ ra. Ngươi càng là bởi vì ta mới bị vây ở chỗ này. U Minh Đại Đế ngây ngẩn cả người. Trước kia hắn cùng Mục Long Đại Đế quan hệ, cũng tạm được, không được tốt lắm cũng không tính toán hỏng, đặc biệt là hắn đột phá tứ cực Đại Đế sau đó, cái này Mục Long Đại Đế cùng hắn qua lại càng là rất ít. Nghĩ không ra cái này Mục Long Đại Đế, trước kia càng là như thế trượng nghĩa, vì hắn mà đi tới cái này ngũ nhạc minh đế đạo trường, cuối cùng bị nhốt nơi đây u minh đại đế cũng không biết nên nói cái gì cho phải ngục long ngươi trợn to mắt chó của ngươi xem tin tưởng lão tử đến cùng phải hay không u minh nghĩ tới đây u minh cả người trong nháy mắt phóng lên trời toàn thân trong nháy mắt bộc phát ra kinh khủng u minh khí tức oanh đại biểu hoàng tuyền luyện một lực lượng kinh khủng tràn ngập cường hãn tứ cực đại đế thần hồn chi lực giống như một thanh trường thương ầm vang đâm về ngục long đại đế hung hăng chui vào trong não hải của hắn. Một cổ đáng sợ tứ cực đại đế khí tức trong nháy mắt bao phủ, chấn nhíp Ngục Long đại đế thần hồn. Mắt chó của ngươi thấy rõ ràng chưa? Lão tử đến cùng phải hay không u minh? U Minh đại đế nộ khí đằng đằng, thẹn quá hóa giận, cực kỳ chật vật nói. Ngươi. Cảm nhận được trong đầu thần hồn chi lực, Ngục Long đại đế trong nháy mắt ngây ngẩn cả người, hắn nhìn kỹ U Minh đại đế, do dự nói ngươi, ngươi thực sự là U Minh Đại Đế. Cái kia buông xuống linh hồn mình bên trong khí tức, đích thật là U Minh Đại Đế thần hồn bản nguyên không sai. Bộ dáng khí tức, có thể phỏng chế, nhưng mà thần hồn khí tức là rất khó bắt chước. Hơn nữa U Minh Đại Đế chính là minh giới tứ cực Đại Đế một trong, khí tức của hắn độc nhất vô nhị, loại kia đến từ phương diện cao hơn uy áp, tuyệt không phải đồng dạng Đại Đế có thể mô phỏng ra. Nói nhảm, khó trách ngươi sẽ bị ngũ nhạc minh đế giam giữ ở đây, đơn giản một điểm đầu óc cũng không có. U Minh Đại Đế gặp Ngục Long Đại Đế ngừng tay, không khỏi thở dài một hơi, giận sôi lên mắng. Thế nhưng là, ngươi không phải đã chết rồi sao? Tại sao lại ở chỗ này? Hơn nữa còn cùng bọn này thăm nguyên tộc nhân cùng một chỗ. Theo ta được biết, ngươi năm đó vẫn là cùng ngũ nhạc minh đế có cực lớn quan hệ, có thể là hắn hãm hại ngươi, ngươi vậy mà trở thành ngũ nhạc minh đế chó săn. Ngục Long Đại Đế nói, trên người sát ý lại lần nữa kích động. Mẹ nó, ngươi mới thành ngũ nhạc minh đế chó săn đâu. Động não có hay không hảo, bản tọa trong mắt ngươi là như vậy không có cốt khí gia hỏa sao. Ngục Long Đại Đế gật gật đầu, có chút. U Minh Đại Đế. Tên vương bác đảng này. Hắn giận không chỗ phát tiết, trận to mắt chó của ngươi xem, lão tử bây giờ chỉ còn dư một đạo tàn hồn, lần này trở về minh giới, chính là tìm ngũ nhạc minh đế tính sổ. Ngục Long Đại Đế ngưng thị U Minh Đại Đế, lúc này mới chấn kinh nhìn ra, Ngục Long Đại Đế vậy mà thật chỉ là một đạo tàn hồn. Ngươi, ngươi thật không có thành ngũ nhạc minh đế chó săn. Có thể ngươi tại sao lại xuất hiện ở đây? Còn có vậy cái này mấy tên? Ngục Long Đại Đế nhìn về phía tầng trần ba người. Cái gì gọi là mấy tên kia? u minh đại đế trực tiếp đánh gãy ngục long đại đế mà nói hừ lạnh nói ta tới cho ngươi dẫn tiếng phía dưới vị này là tần trần vũ trụ hải sơ thủy vũ trụ chi chủ minh nguyệt nữ đế con rể ngươi có thể gọi hắn trần thiếu minh nguyệt nữ đế con rể ngục long đại đế long nhãn trừng một cái minh nguyệt nữ đế lúc nào có con rể ngươi nói hắn là vũ trụ hải nhân mà đổi thành một cái thân phận cũng làm cho ngục long đại đế cả kinh đương nhiên U Minh Đại Đế tiếp lấy giới thiệu nói, không chỉ có Trần Thiếu là vũ trụ hải người. Bên cạnh hắn cái này một vị có thể điều khiển thâm uyên khí tức, cũng không phải gì đó thâm uyên tộc nhân, kỳ thực cũng là đến từ vũ trụ hải, người có thể gọi hắn tiểu ma tử. Tiểu ma tử. Ma lệ mí mắt trung rẩy Đến nỗi cuối cùng này một vị, ngươi kỳ thực trước đó cũng đã gặp qua nàng, chính là minh nguyệt nữ đế dưới quyền tam đại minh nữ một trong thái âm minh nữ. U Minh Đại Đế lạnh lùng nói: Trong cơ thể nàng bị Thâm Uyên tộc nhân ký sinh, cho nên mới sẽ nắm giữ Thâm Uyên khí tức. Bất quá nàng bây giờ cũng đã đầu phục tần trần, cho nên ngươi căn bản không cần lo lắng. Thái Âm Minh Nữ, Mục Long Đại Đế cái kia giống như tinh thần Long nhãn nhìn chằm chằm Thái Âm Minh Nữ, ta nhớ ra rồi, nữ tử này thật là trước kia đi theo Minh Nguyệt Nữ đến bên người Tiểu Nha đầu. Vậy các ngươi, tốt, có thể thật dễ nói chuyện phải không? tần trần trực tiếp đánh gãy hai người trò chuyện lạnh lẽo nhìn ngục lông đại đế ta biết trong lòng ngươi có rất nhiều nghi hoặc nhưng mà ám ảnh đại đế cùng ngũ nhạc minh đế tùy thời đều có thể sẽ trở về cho nên bản thiếu không có thời gian ở đây cùng ngươi lãng phí hiện tại ta hỏi ngươi đáp tần trần ngữ khí không được ngăn cản ta ngục lông đại đế ánh mắt trầm xuống vừa mới chuẩn bị mở miệng lại bị u minh đại đế bỗng nhiên đánh gãy ngậm miệng ngục lông còn nghĩ sống sót cũng đừng đánh gãy tần trần tiểu tử hỏi thăm, đừng trách ta không có nhắc nhở ngươi. U Minh Đại Đế thần sắc lo lắng, ngay lập tức truyền âm đạo, ngục lông, ngoan ngoãn nghe hắn, đừng hỏi, theo ý của hắn, dạng này ngươi mới có sống hy vọng, bằng không ngươi bây giờ bị cái này thâm uyên xiền xích nhốt, ta cũng giúp không được ngươi. Giờ khắc này, U Minh Đại Đế vẫn là cho ngục lông Đại Đế nhắc nhở, không hy vọng cái này trước kia lão bằng hữu. Mơ mơ hồ hồ đắc tội tần trần, chết ở chỗ này. Ngục Long Đại Đế khẽ giật mình, rõ ràng có chút không rõ U Minh Đại Đế lời nói, đặc biệt là U Minh Đại Đế đối với tận trần thái độ, để hắn cực kỳ kinh hãi. U Minh Đại Đế thế nhưng là khi sư minh giới tứ cực Đại Đế A, à, như thế nào đối với một người trẻ tuổi cung kính như thế? Nói đùa cái gì? Có thể lên làm tứ cực Đại Đế, cái nào không phải đầy tay huyết tinh, thi hài từng đống, làm sao là cái gì người hiền lành? Thôi, đặt câu hỏi phía trước, liền cho ngươi nghiệm chứng một chút thân phận chính là. Tần Trần nhíu mày, không có trực tiếp hỏi. Mà là hướng về phía ma lệ nói, ma lệ, triển lộ ngươi bản nguyên. Ma lệ mặc dù có chút không muốn, nhưng vẫn là trước tiên đem bản nguyên triển lộ ra. Oanh! Một đạo đáng sợ hừng hực dương gian khí tức phun ra, giống như một vòng liệt nhật, trong nháy mắt buông xuống phương này hư vô thâm uyên không gian. Dương gian chi lực ngục long đại đế thì thào mà lúc này tần trần cũng là thả ra một tia mình bản nguyên khí khí tức trong chốc lát cùng cùng dương gian khí tức thiêu đốt tại ngục long đại đế vết thương phía trên càng là toát ra một chút tia khói trắng tới ngươi các ngươi vậy mà thật là dương gian người ngục long đại đế chấn động dương gian người đến từ vũ trụ hải cùng thâm uyên chính là thế địch dường như rất nhỏ có thể sẽ cùng ngũ nhạc minh đế hợp tác chẳng lẽ là người vũ trụ hải cứu được u minh ngục long bỗng nhiên quay đầu như có điều suy nghĩ bạn đang nghe truyện tại tán tu đừng quên like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé chúc bạn nghe truyện vui vẻ